Shop Arc Liên Quân .vn, nơi bán nick Liên Quân uy tín, giá rẻ, các vòng quay hấp dẫn, các trò chơi đặc sắc. Truy cập ngay Shop Arc Liên Quân .vn. Ok, chào toàn thể anh em đến với channel của NMH. Trong clip này mình sẽ làm về vị tướng Zuka. Và trong đầu này thì mình ý định đi lên ra thân. Nhưng mà lử bố thì bảo đó là mình đi rừng và lử bố kêu đó đi top. Thì mình sẽ mang đi rừng luôn nhá. Chất tướng Zuka thì anh em cũng biết rằng là đi rừng cũng rất chi là khỏe và đi top thì cũng ok. Đi lên nào cũng mạnh cả. Thì trong clip này mình cũng sẽ đó trình bày cụ thể dành cho anh em về chất tướng Zuka cũng như trang bị và bảng ngọc phù hiệu Zuka đi rừng. Thì anh em cùng theo dõi. Thì hiện tại thì đang có phá giáo tránh giữa đó là vị trí của Batman. Batman đang đuổi đó là lữ bố tém mình về. Phá này thì mình sẽ lại hỗ trợ luôn nhá. Rồi chạy động này thì lươn lách, này thì hình chữ Z, này thì đồ thị hình xín. Và cái chén cơm đâu thì dành cho mình. Với Zuka thì là một vị tướng xạ thủ sốc đám tốt và khả năng bắt mục tiêu ở giai đoạn cuối game cực kỳ là tốt. Với khả năng bắt lẻ và combat tổng đều là mạnh cả thì Zuka vẫn là một chất tướng tuyệt vời leo rank ở thời điểm hiện tại. Tất nhiên thì vị tướng này cũng có những điểm yếu thì xíu nữa mình sẽ đó là phân tích cụ thể dành cho anh em luôn. Có nhiều bạn đó là bảo mình lúc nào cũng gọi là phân tích đó là về chiêu thức tướng rồi phân tích điểm mạnh điểm yếu các kiểu. Ai mà chả biết thực tế á, có nhiều bạn gọi là bẹt rú cá rồi thì mình không nói, mình không thể múa rìu qua mắt thờ được. Và mình sẽ đó là truyền đạt cho anh em những gì có thể đó, gọi là những gì gọi là mình biết để giúp anh em có thể leo rank tốt hơn. Còn tất nhiên mình mà không trình bày đó là về các chiếu thức này rồi trang bị bảng ngọc phù hiệu cho vị tướng đó thì thực sự đó là một sai lầm. Khi mà cánh mình là cánh hướng dẫn, cánh mình đó là cánh nói về chất tướng để giúp các bạn gọi là chưa hiểu về chất tướng đó có thể đó là hiểu rõ hơn. Còn tất nhiên khi các bạn đã bẹt vị tướng đó rồi thì đương nhiên thì đó là sự quan tâm của các bạn sẽ hạn chế hơn, đúng không? Bên cạnh đó, nhiều khi các bạn không chơi vị tướng đó, ví dụ như mình chơi Zuka, mà những anh em nào ví dụ chơi các vị tướng khác đi đối đầu với Zuka thì ông Zuka này chiêu thức nó sẽ như thế và điểm mạnh của nó như thế, điểm yếu của nó như thế, và anh em có thể đó là tìm cách khắc phục trì cái điểm yếu của Zuka các kiểu đó. Nói chung thì làm vị tướng nào cũng vậy thôi, không phải là anh em chơi vị tướng đó anh em mới cần hiểu rõ, mà anh em đó là càng hiểu rõ càng nhiều vị tướng càng tốt. Tất nhiên thì mình cũng có gọi là những sai lầm, những vị tướng mình chơi kỹ năng kém thì đó là chuyện bình thường thôi, nhưng mà mình vẫn sẽ đó là truyền đạt tất cả những gì mình hiểu biết, gọi là để cho anh em tham khảo, để cho anh em gọi là hiểu rõ nhất. I can't fight on an empty stomach. Thì cũng mong đó là anh em đừng quên để lại cho mình một like, một đăng ký kênh đồ để ủng hộ tinh thần nhé. Cảm ơn anh em rất chi là nhiều. Ok, quay trở lại với trận đấu này thì hiện tại anh em thấy thì thị trận cũng đang hòa hoãn dành cho hai bên thôi. Cái đi ấy hiện tại bây giờ thì vẫn đó là 1-2. Thì bên mình thì cũng chỉ mới ăn được một màng duy nhất. Bây giờ thì anh em thấy thì hai người của tém địch đang ép lử bố, mình sẽ lại hỗ trợ luôn này. Này thì phờ lọ này. Và tiền đó là phờ lọ lên bảng điểm số. Phờ lọ đối đầu với lử bố. Thực sự thì phờ lọ chắc chắn đã trên cớ lử bố rồi. Nên là khi mà trên cớ thì anh em đi gánh sẽ dễ hơn, bởi vì đang xoay máu giao tránh. Thì khi đó đi gánh nó sẽ dễ dàng hơn anh em ạ. Chất tướng Zuka thì giai đoạn V6 sẽ cực kỳ là khỏe. Giai đoạn V6 thì Zuka khi có đồ thì dồn một combo phát là lên bảng điểm số liền.
Rồi pha này thì Zephyr đang đuổi vị trí của Lữ Bố. Không kịp rồi, không kịp cứu Lữ Bố rồi. Nhưng mà mình sẽ trả thù dành cho Lữ Bố nhé. Và tiền đó là Zephyr tem địch lên bảng điểm số. Zephyr thì mẫu chất tướng gọi là được mệnh danh là trâu bò, đấu sĩ trâu bò nhất liên quân. Bởi vì mỗi phần trăm máu tổn thất thì giúp đó là Zephyr có khả năng miễn thương tốt. Ôi pha này ế Flo định làm gì đấy? Này Flo ô phần băng trù chơi luôn, này thì Flo hổ báo thế. Mình tưởng là pha đó gọi là Flo gọi là lui về, hai giờ là Flo băng trù chơi luôn anh em ạ. Và cuối cùng thì băng trù thì là một cái kết sai lầm dành cho vị trí Florentino của tem bên địch. 6-5 dành cho hai bên, thế trận thì cũng đang khá là hòa hoãn thôi. Về chất tướng của tem bên địch thì khá là nhiều đấu sĩ khỏe. Ok, Zephyr của tem bên địch thì đang tiến vào khu vực đó là bùa sánh để bắt vị trí của gió. Mình sẽ lại bắt luôn nhá. Này thì Zephyr mất băng sương rồi này. Rồi hết băng sương thì tạm biệt bàn này. Và tiện Zephyr lên bảng điểm số. Thì bùa sánh thì có lẽ là mình dành cho mít hoặc là xà thủ tìm bên mình nhá. Bởi vì thứ nhất thì mình đang có bùa sánh dưới chân. Tuy là nó cũng cần hết, ôi vừa nói xong thì nó hết luôn đấy. Nhưng mà Zuka thì không cần, đó là năng lượng nên là thôi mình sẽ nhường thực tế. Có bùa sánh thì sẽ tốt hơn, giảm thời gian hồi chiếu. Nhưng mà thôi nhường cho đồng đội xíu. Bây giờ thì lại hỗ trợ đó là Lữ Bố bắt này. Ê pha này cả hai người nhá. Thấy đó là bắt mán rồi anh em ạ. Rồi mình sẽ bật cái quả cầu băng sương để né sát thương, quay trở lại xả sát thương và double kill dành cho mình. Một lùm gọi là một mục tiêu gọi là trúng hai đích luôn. Về phần đó là chiêu thức của vị tướng Zuka thì khá là đơn giản. 1, 2, 3. Chiêu thứ nhất có 2 lần lượt, chiêu thứ 2 thì có 1 lần lượt. Thì mỗi lần lượt của chiêu thứ nhất anh em sử dụng thì nên đánh thương dành cho mình nhá. Còn chiêu thức thứ hai anh em lượt phạt trúng mục tiêu thì giúp anh em búc thêm đó là một lớp giáp như thế này. Rồi đòn đánh thương thì sẽ đó là nâng móng, hất, gọi là hất tung tướng địch xíu. Rồi, còn chiêu cuối thì trầm trọng lực. Đấy, chiêu cuối này, trầm trọng lực nên đó là cây móng xuống vào tướng địch, làm choáng tướng địch. Mức kiểu cuối cùng thì lùng được là double kill dành cho mình. Và khi anh em sử dụng chiêu thức của Zuka thì chắc chắn là anh em phải đánh thương rồi. Zuka là mẫu chất tử cũng khá là cỡ đồng, bởi vì chiêu thức nào thì cũng có gọi là những lần lượt cả. Rồi, Flo này, solo cứu ông, solo cứu ông. Này thì lo tí nó, ôi, khá là mượt đến từ vị trí của Flo. Nhưng anh em thấy thì nhờ nội tài hồi phục của vị tướng Zuka nên là pha đỏ mình áo nháy được đó vị trí của Flo ấy. Anh em nên nhớ rằng khi anh em sử dụng chiêu thức trúng tướng địch sẽ tích điểm nội tài. Và sau đó anh em đủ 5 điểm á, anh em thấy thì phía dưới thánh máu có 5 điểm thì giúp anh em đó là sẽ hồi máu. Nhưng mà nội tài này thì anh em phải đánh trúng tướng địch ra nhá. Ok, bùa thì lại nhường dành cho đó là xà thủ tìm bên mình tiếp rồi. Rồi, pha này thì mình sẽ bắt đó là vị trí của lọ Illumia tem bên địch này. Rồi, pha này này, chạy đâu. Chắc chắn thì... bắt mán rồi anh em ạ. Ok, thân trần của Illumia cũng được sử dụng rồi. Ôi, chắc có lẽ là mình sẽ di chuyển xuống đó là vị trí của Florentino để đẹp cây trù ở khu vực đường ta thân. Khi mà Lữ Bố tém mình thì đã xuất hiện khu vực bùa đỏ của tém bên địch rồi. Về cách combo của vị tướng Zuka thì cũng khá là đa dạng. Với thực tế thì anh em cứ tiếp cận đối phương bằng chiêu hái, đánh thương một phát, sử dụng hái lần chiêu 1. Tất nhiên thì sau khi sử dụng chiêu thì anh em phải đánh thương dành cho mình. Đối phương ở xa thì anh em có thể tiếp cận đối phương bằng chiêu cuối để làm choáng ấy. Rồi sau đó thì đánh thương rồi sử dụng đó là chiêu 2 nâng móng và chiêu 1 đó là gây sát thương thôi. Tất nhiên thì mình luôn luôn nhắc anh em rằng khi sử dụng chiêu thức của Zuka là phải đánh thương nhá. Không đánh thương thì phải đi gọi là chất tướng ấy. Nếu mà ở thế lúc bùi thì anh em có thể sử dụng chiêu 2, 2 lần chiêu 1 rồi chiêu cuối
Với phù hiệu mã tính thì anh em thời gian giảm hộ chiếu cũng vượt rất là nhanh. Rồi pha này thì sẽ bắt luôn vị trí của Flo đây. Và tiện Flo tém địch lên bảng điểm số. Ok, nãy giờ thì bùa toàn là dành cho xạ thủ tím bên mình cả anh em ạ. Nhưng mà xạ thủ tém mình mới ăn được một màng duy nhất thôi à. Thôi có lẽ là xíu nữa thôi thì để mình ăn bùa cho được. Thực tế thì đối với gió hay bùa sánh thì cũng không cần thiết cho lắm. Có thì tốt chứ không có thì cũng không sao cả anh em ạ. Bởi vì gió thì sử dụng chiếu thực thì tiêu hao năng lượng cũng không phải là quá nhiều so với các vị tướng khác. Nếu là có thì càng tốt dành cho gió, mà không có thì thôi. Còn đối với mình có thì lại càng tốt hơn, mà không có thì cũng được. Có thì giúp đó là phún giảm thời gian hồi chiếu. Về phần trang bị thì mình sẽ lấy những món đồ như sau. Đầu tiên thì kiếm trúy hồn đi rừng. Món đồ thứ hai thì dây kiến cường kháng yếu khống chế. Món đồ thứ ba thì thương lóng giảm giáp giảm thời gian hồi chiếu. Món đồ thứ tư thì phức hợp kiếm. Món đồ thứ năm thì kiếm Muramasa xuyên giáp và cuối cùng giáp hồ mạnh. Ôi, phá này bắt đấy. Ê, một đẹp. Ôi, hai em. Rồi, chạy đấu. Tạm biệt bạn này. Mất tốc biến rồi thì tạm biệt bạn luôn này. Triple kill dành cho mình. Tình huống đó thì lại vẽ anh em ạ. Cái thân trưởng. Nói cái thì cũng không đúng chứ thực sự phá đỏ thì mình vào 6. Và cuối cùng thứ nhật thì cứu được đó là vị trí của mít tem bên mình. Thứ hai nữa thì ăn được 3 điểm hạ gục luôn. Vậy là cũng quá ok rồi. Tính bên mình thì khen hái. Ê, khen Zuka hái thì khen đến sầm mái. Nói vậy thôi chứ cũng gọi là nhờ tím nữa. Chứ không phải là mỗi mình mới có thể là chơi tốt được. Bởi vì khi tím cấu kéo chiếu thức rồi thì mình lại đó là sẽ dễ bắt hơn. Nhiều anh em bảo đó là cân 4, cân 5 cả kiểu. Thực tế thì cũng phải đó là nhờ tím cấu kéo chiếu thức rồi anh em mới gọi là vào mới dễ chơi. Chứ thực sự không có tím thì anh em cũng nếu mà để một mình cân 4, cân 5 khí, cho dù anh em sánh nữa mà để cân 4, cân 5 trong khi tém địch đáng còn đầy đủ chiếu thức thì rất chí là khó. Nói chung game là game đồng đội chứ không phải là game một hai người, đúng không anh em? Thì bây giờ thế trận thì tém bên mình đang nhỉnh hơn tím bên địch rồi. Batman của tém địch thì bang bước vào trạng thái tăng hình. Ôi, Batman tìm thấy John rồi anh em ạ. Và John tém mình lên bảng điểm số rồi. Batman thì mẫu chất tướng gọi là sát thủ bắt gión cực kỳ là tốt. Thôi, bây giờ thì chưa công được thì sẽ quay trở về ăn tà thân xế giá nhé. Nhưng pha này không biết có ăn được hay không này. Zephyr của tem địch lại rồi, nên là mình cũng sẽ tạm thời bỏ đạn. Bởi vì đang thể thiếu người rất chết là nguy hiểm. Ê, Batman đây, bắt này, chạy đâu, này thì Batman này. Vừa thấy bóng dáng Batman phát vào mình combo luôn và tiện Batman lên bảng điểm số. Thực tế thì ở giai đoạn đó cuối trận thì bắt Batman sẽ cực kỳ là dễ dàng luôn. Và Batman không bao giờ ăn được Zuka khi Zuka có đó là giáp phù mạnh các kiểu nữa nhá. Gọi là Zuka trên cơ rồi. Tình huống này sẽ bắt Illumia này hết trong bụi cỏ. Còn bùa này bùa nhà mình nha bạn ơi. Bùa nhà mình nên là bùa nó biết đó. Còn Illumia này đang ở trong cỏ ấy, nó sẽ chạy vào và mình biết nó ở đó. Bùa nhà mình mà, bùa nuôi được anh em ạ. Rồi, bây giờ thì đang thấy tầm nhìn của xạ thủ té bên đi rồi. Tạm biệt xạ thủ này, một ém này. Quật luôn anh em ạ, rồi bắt phơ ló nhá. Phơ ló chạy đâu bạn ơi, một phát, hai phát. Tiện phơ ló lên bảng điểm số. Và đây là cơ hội dành cho team bên mình tổng tấn công và kết thúc trận đấu thôi. Ê, Batman định bắt mình ạ, đáng con. Giáp hồ mình bạn ơi. Và Batman lên bảng điểm số. Với bảng ngọc thì anh em lên cho mình như sau: ngọc đỏ cống vật lý xuyên giáp, ngọc tím tốc đánh tốc chạy và ngọc xanh cống vật lý và xuyên giáp. Và chắc chắn thì trận đấu sẽ kết thúc rồi. Né sát thương đến từ Zephyr xíu. Ok, mình thì vẫn đang còn đó là liêm đợt mạnh nữa. Giáp hồ mạnh thì vẫn chưa mất. Và cuối cùng thì Queen. Thì cảm ơn anh em đã theo dõi clip nhé. Bye bye. Chúc anh em luôn vui vẻ và leo rank thật là thành công.